Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là đầu mùa xuân rồi quý vị. Thành ra là cây cối hoa cỏ đua nhau nở rộ. Và khí hậu thì bắt đầu rất là ấm áp ở miền Bắc Vĩ của chúng tôi. Thì hôm nay tôi cũng giới thiệu với quý vị một cái loại hoa rất là thơm. Và đây bây giờ đang là cái mùa của nó đó quý vị, nó rất là rộ. Thưa quý vị, đây là hoa lai lắc. Thì thưa quý vị, hoa lai lắc là một cái loại hoa nó lên hàng năm đó quý vị. Và cái cây này thì xuất xứ của nó là ở vùng Ba Tư. Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết thì Ba Tư là xứ của những câu chuyện cổ tích mà nổi tiếng thế giới luôn, là chuyện câu chuyện 1001 đêm mà tất cả, tôi nghĩ tất cả chúng ta, kể cả tôi lúc ngày còn bé rất là mê những câu chuyện cổ tích này. Và thú thật với quý vị, bây giờ lớn rồi mà nhiều khi đọc lại những câu chuyện cổ tích 1001 đêm tôi vẫn còn thích lắm luôn quý vị. Thành ra nhân để hôm nay chia sẻ với quý vị về một cái loại cây lên hàng năm rất là thơm và ra bông rất là nhiều luôn. Mặc dù quý vị thấy đây là cái cây này của nhà tôi thì năm nay nó cũng không có được nhiều hoa cho lắm, nhưng mà mọi năm là nó ra nên là đầy cây luôn. Thì cũng thưa quý vị, bây giờ thì cũng chia sẻ với quý vị một chút xíu về cái câu chuyện cổ tích về cái loài hoa lai lắc này, một cái loài hoa tượng trưng cho lòng hiếu thảo. Thì thưa quý vị, câu chuyện cổ tích về cái loài hoa lai lắc này bắt đầu như thế này. Ngày xưa, thật là xưa đó quý vị, ở một cái vùng đó, cái thời mà những con rồng còn rất là quyền lực luôn và nó ngự trị thế giới và nó có rất là nhiều phép lạ. Thì thời đó ở cái vùng đó có một con rồng, nó ngự trị ở cái vùng đó, và con rồng này nó có một cái thói quen là nó rất là thích bắt những người phụ nữ đẹp về để làm nô lệ cho nó. Thì ở trong vùng đó có một người phụ nữ rất là đẹp, bà ta có tất cả là 9 người con trai. Thì vì có con rồng nó hung dữ như vậy nên là những người con này họ phải thay phiên nhau ở nhà để mà canh chừng mẹ, thì nếu mà con rồng mà có đến thì mình chiến đấu để bảo vệ người mẹ của mình. Thì cứ mỗi ngày thì là một người ở nhà để canh chừng mẹ và 8 người kia thì đi làm. Thì mọi việc thì là xảy ra tốt đẹp trong 8 ngày đầu tiên, xong rồi tới cái ngày thứ 9 là đến phiên của người con út. Thì cái người con trai út đó hôm đó cũng nghỉ làm và ở nhà để chăm sóc mẹ của mình. Thì hôm đó con rồng nó đi qua và nó thấy bà mẹ rất là đẹp này và nó muốn bắt cóc. Nhưng mà con rồng này nó cũng xảo quyệt lắm quý vị. Nó sai một cái bà phù thủy là tay chân của nó đó biến thành một cô gái rất là đẹp, rất là dễ thương, gõ cửa và hỏi chuyện kia anh chàng con trai út này. Thì khi thấy một người con gái rất là đẹp như vậy gõ cửa hỏi thăm thì anh ta mới chạy ra và nói chuyện với cô gái. Thì nhân cái lúc mà anh ta ở ngoài đó lo bận nói chuyện với cái cô gái thì con rồng nó mới lén 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 đi cửa sau vô và nó bắt cóc bà mẹ. Thì khi anh chàng này mà thấy cái con rồng nó bắt cóc bà mẹ thì anh ta mới rượt theo con rồng để cứu người mẹ của mình. Thì thưa quý vị, anh ta đuổi theo con rồng được một lát thì bị mất dấu. Thì anh ta mới nhìn quanh thì thấy ở bên đường có một ông lão già đang ngồi ở bên đường. Thì anh ta mới ghé lại hỏi thăm. Thì ông lão này ổng rất là đói, thì ổng mới xin ảnh là coi là tôi đói quá có cái gì cho ảnh ăn hay không, cho ông ta ăn hay không. Thì anh này anh thấy ông lão quá tội nghiệp thì anh ta mới có cái phần ăn mang theo đó,
thì anh ta mới biếu ông lão để cho ông ăn lót lòng cho đỡ đói. Và sau đó thì anh ta hỏi đường, thì ông lão mới chỉ là hồi nãy ông lão có thấy con rồng nó chạy về hướng bắc. Thế là anh ta mừng quá, anh ta rượt theo cái con rồng hướng bắc. Thì anh ta đi mãi đi mãi đi mãi, một lúc anh ta lại thấy ông lão hồi nãy ông lại vẫn ngồi bên đường. Thì anh ta mới ghé lại anh ta hỏi thăm đường nữa. Thì ông lão mới nói là ông lão già cả quá mà ông lão thì thèm ăn quả táo. Thì bây giờ anh có cách nào anh giúp cho ông ta trồng một cái cây táo không? Thì anh này anh thấy ông tội nghiệp quá nên là anh cũng đi kiếm một cái cây táo mà trồng cho ông lão, hỏi đường ông lão. Thì ông lão mới chỉ là anh hãy đi về hướng nam thì sẽ thấy con rồng. Và anh ta tiếp tục đi. Thì anh ta đi 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 mãi, một lúc lại gặp ông lão ngồi bên đường. Thì anh ta lại đến và hỏi thăm. Thì ông lão ổng than, ổng nói trời ơi, tôi mấy hôm nay tôi ngủ không có được, tối nào ở trong lều của tôi nó cũng có một con rắn, nó rất là hung dữ và nó phá suốt đêm mà tôi không có ngủ được, vậy anh có cách nào anh giúp tôi diệt con rắn đó không? Thì anh thấy ông lão già hiếu tội nghiệp quá nên anh ta sẵn sàng lao vào trong lều chiến đấu với con rắn, giết được con rắn để cho ông lão sẽ có những cái giấc ngủ an bình ở buổi tối. Thì ông lão ổng cảm ơn và ổng mới chỉ anh mới hỏi đường ông lão. Thì ông lão mới nói là tôi đã thử lòng của anh về ba điều. Thứ nhất là sự nhân hậu, là anh đã chia cái phần ăn của anh cho ổng. Thứ hai là hào hiệp, đã giúp cho ổng trồng một cây táo. Và thứ ba là dũng cảm, là giúp ổng giết cái con rắn để ổng có thể được một giấc ngủ bình yên. Bây giờ ổng chỉ cho anh biết là anh sẽ đi về hướng tây thì anh sẽ gặp con rồng, và ông cũng nói là để cho giúp cho anh có thể cứu được mẹ thì ông cho anh ba điều ước, nhưng mà anh phải nhớ rằng khi nào cái điều ước thứ ba mà anh ước cái gì á thì anh phải sống trong cái hình hài của cái điều ước đó cho đến mãi mãi. Thì anh cảm ơn ông già và anh ra đi. Và thưa quý vị, anh ta đi mãi và cuối cùng đã đến được cái gọi là sào huyệt của con rồng đó quý vị. Và anh ta đi vào để cứu mẹ. Và anh ta gặp được mẹ mình rất là mừng và anh dắt mẹ anh ta chạy. Thì khi con rồng mà nó thấy như vậy thì nó rượt theo quý vị. Nó rượt theo thì hai mẹ con chạy. Chạy một lúc thì tới một cái dòng sông. Thì anh ta trong lúc nghĩa là quá sợ hãi, anh nhớ tới ba cái điều ước của con rồng và anh đã tự mình biến thành cái thuyền để chở mẹ vượt cái dòng sông. Thì vượt dòng sông một lúc thì là tới một khu rừng, thì anh ta mới lại tự biến mình nó thành con ngựa để chở mẹ chạy, và con rồng thì nó vẫn đuổi ráo riết ở đằng sau. Thì hai mẹ con phi rồi qua được cái khu rừng, rồi qua được một cái sa mạc, thì đến một cái vực thẳm. Thì lúc đó con rồng nó đã đuổi tới sát nuốt lắm rồi, mà ảnh với cái thân hình hài là một con ngựa thì ảnh không thể nào mà nhảy qua được cái vực thẳm được hết á. Thành ra trong cái lúc nguy cấp như vậy thì anh ta mới ước mình sao biến thành một cái loại cây thật là tùm để mà che người mẹ đi, để con rồng nó không có thấy thì nó không có bắt được người mẹ. Và lập tức là anh ta đã biến thành một cái loại cây tùm rất là lớn và bao phủ người mẹ của mình. Và đúng như ảnh dự đoán thì con rồng nó đã không nhìn thấy người mẹ, và vì vậy nó chạy qua luôn. Và như vậy thì người mẹ sống sót. Nhưng mà thưa quý vị, cũng như ông lão đã dặn thì cái điều ước thứ ba nó đã được thực hiện, và ảnh sẽ vĩnh viễn sống trong cái hình hài của một cái loại cây tùm như vậy. Và cũng như trời đất xúc động cảm động vì cái sự hy sinh của ảnh để cứu mẹ của mình nên là cho cái cây đó nó ra một cái loại hoa rất là thơm, nghĩa là thơm ngát như là cái lòng hiếu thảo của ảnh đối với mẹ của mình. Và mỗi lần nó nở thì nó nở rực rỡ, nở rất là đẹp, cũng như là ca ngợi cái sự hy sinh hiếu thảo của một người con đối với mẹ. Và đó là kết thúc cái câu chuyện
của xứ 1001 đêm về cái loài hoa lilac, là một loại hoa tượng trưng cho lòng hiếu thảo vô bờ bến của người con đối với mẹ của mình. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện rất là hay quý vị ha, rất là hay và kỳ thú, thật là đúng là xuất phát từ cái xứ của 1001 đêm. Xin chia sẻ với quý vị. Thì thưa quý vị, hôm nay nhân một ngày đầu mùa xuân với cái hoa lilac nở rộ trong vườn nhà, thì tôi chia sẻ với quý vị về loài hoa này, cũng như là chia sẻ với quý vị một câu chuyện cổ tích rất là thú vị về loài hoa. Thôi thì tôi xin dừng cái video clip này ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như đã ủng hộ tôi từ hồi nào đến giờ. Chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc nha. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị ở những cái video clip tới. Xin chào, bye bye.